Xin chào các bạn nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh chợ phiên Tây Bắc. Đấy, hôm nay thì tiếp tục đi quay chợ phiên cho mọi người. Đấy, chúng ta đang đứng ở ngã ba các bạn. Đấy, ngã ba này thì là người ta trồng cái hoa cúc ở giữa, bây giờ nở hoa khá là đẹp này. Đấy, ngã ba ở giữa này thì là hình tam giác nhé. Đấy, cái đường lên trên này này là đường đi Xin Chéng, Simacai, đi chợ Pha Long đấy các bạn. Còn đường dưới này thì đường về Bắc Hà, về thị trấn Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai. Sau đó là lên đường cao tốc Nội Bài, Lào Cai các bạn. Còn đường trên này thì đường đi đi Xí Mần, Hà Giang, đi chợ Cúc Bài các bạn. Bây giờ thì mời các bạn đi đi chợ chơi các bạn. Ôi, khu vực này người ta bán rất là nhiều những con sâu tre các bạn. Đây. Đấy, sâu tre. Đây, rất là nhiều. Ở đây cũng nhiều lắm, không biết là người. Ở người ta đang mua gì rất là đông các bạn. Hình như là người ta mua những cái con bọ ở non ở trên rừng ấy, người ta mang sang Trung Quốc người ta bán các bạn. Thôi, bây giờ thì mời các bạn xuống khu vực chợ phiên dưới này nhé các bạn nhé. Ở dưới này là khu vực cổng chính để đi vào chợ Lùng Phình các bạn. Chúng ta đang đứng ở ngoài đường. Thì như mọi mấy tháng trước ấy, thì ở hai bên này người ta bày bán rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ chợ có quy hoạch rồi, người ta sẽ đẩy hết những người nào bán ở mặt đường này, người ta sẽ cho vào trong chợ và để người ta dọn hết ở ngoài này cho nhìn cảnh, thứ nhất là cảnh cho nó đẹp. Và tí nữa người ta di chuyển đến chỗ nào thì chợ phiên sẽ đưa mọi người đi để xem nhé. Đấy, đứng ngay ngoài đường chúng ta nhìn thấy là trong này người ta bán thịt đấy các bạn. Đây này. Đấy. Bên này bán hoa cỏ, hoa quả, rau củ quả các bạn. Đây, đến cổng chợ khá là đông các bạn. Hình như trời tạnh mưa rồi các bạn. Vừa thấy mình thấy là mưa phùn nhưng mà bây giờ tạnh rồi. Ở khu vực này khá là đông nhé các bạn nhé. Không biết là người ta buôn bán gì đây. À, đây là những cái quả hồng này. Hồng. Trong bao kia có gì không? Mình thấy. Đây quả hồng ngâm à bác? À, hồng ngâm nhỉ. Cái này ngâm rồi à? Ngâm rồi. À, người ta ngâm phèn này. Cô này có món gì đặc biệt đấy? Dấu à? Ngô à? À, ngô luộc à? À, ngô lép luộc đúng không? À, ngô lép luộc các bạn. Còn bên này là những quả hồng ngâm này các bạn. À, người ta ngâm phèn ấy, ngâm 2-3 ngày là được các bạn. Đấy, ngay đây thì là các cô bán những cái rau củ quả. Ôi, bi chuối to chưa các bạn ơi? Ở đây thì mình thấy là có một cái bi chuối ấy, kiểu mà nó cái này là nó chưa ra buồng nhá các bạn nhá, mà nó mới lòi lên khỏi cây chuối thôi là người ta đã kiểu đã chặt về rồi đấy, đấy. To nhỉ các bạn nhá. Cái buồng này mà ra quả thì ra buồng ra lải ấy thì chứng tỏ là cái lải này nó rất là to các bạn. Đây là ví dụ như cái này này thì nó ra lải hết rồi, nhưng mà cái này nó chưa ra lải các bạn, thấy to nhỉ. Đấy,
không biết là nó bao nhiêu cân, như theo mình đoán là cái này phải rơi vào 6-7 cân đấy các bạn, rất là to. Đấy. Nó rơi vào tầm, nếu mà tính từ cái đầu cuống kia mà xuống tới dưới này, nó rơi vào tầm 70 phân các bạn. Đấy. Rất là dài và to. Đây, ốc này. Ốc rất là béo các bạn. Ốc này là người ta bắt ở ruộng nha các bạn nhé. Béo như này. Này là xào chuối hoặc là lăn xả ớt. Ăn rất là ngon các bạn. Đấy, trong chợ các bạn. Bây giờ thì là mình sẽ đi một vòng nhé. À, lúc đầu mình nói là cái khu vực ở ngoài đường ấy thì là người ta chuyển hết vào trong này. Thì đây này, nó nằm ở đây này các bạn này. Rau củ quả bây giờ là làm hết ở khu vực trong này. Đấy, các bạn, chuối này, rồi rau củ quả bà con trồng được mang ra chợ bán. Và cụ thể là các mặt hàng gì thì là bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi nhé các bạn nhé. Rau cải có hoa này, nhìn màu vàng đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Chuối này. Chuối. Ừ, đồng quá. À? Còn đồ gì? Cho nên nhị tự cho y. Đấy, chợ các bạn. Nhưng quả đỗ này các bạn này. Ở đây là người ta bán rất là nhiều những cái quả này nhé. Đây này. Đấy. Đây này, quả này nó rụng đây các bạn này. Quả này bây giờ là mình phát hiện ra có hai tên gọi các bạn. Một là quả gọi là quả trứng ếch các bạn. Bởi vì là bóp ra là nó có cái hạt hạt như kiểu trứng ếch ấy. Đây này. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Trứng ếch. Hai nữa là tên gọi khác là một số người gọi là quả nước mũi các bạn. Bởi vì nó có nhớt nhớt này các bạn này. Đấy, như kiểu nước mũi. Đấy, thì có hai tên gọi. Hiện tại bây giờ là mình thấy là có hai tên gọi các bạn. Và ăn quả này thì nó ngọt ngọt này, nó lợ các bạn. Và mùa này là mùa người ta bán rất là nhiều. Đây này. Đấy, cứ 5.000 một chùm thôi, nhiều lắm. Đây này, bên này người ta cũng bán rất là nhiều các bạn. Cái này là những cái quả ở trên rừng nhé. Ô, quả trên rừng hả bà? À. Nhưng mà mua về nhiều để ăn hết không? Ăn hay để làm muối nữa à? Chỉ ăn không nè. Ồ, thế bằng này là ăn sao hết được? Nhà đông chỉ con à? À. Quả tên gì cô? Quả trứng ếch à? Không biết à? Hay là tiếng Mông tên là gì ạ? À? Chim bầu, quả nước mũi nhỉ. Hai là quả trứng ếch. Bọn cháu hay gọi là quả nước mũi bởi vì nó nhớt nhớt. Thứ hai là quả trứng ếch thì trong nó có hạt tăm tăm ấy. Của mùa rất là nhiều các bạn. Mà ăn này mình vừa ăn thử này nó cứ ngọt ngọt lợ, mình ăn không quen. Nhưng mà mọi người ăn quen nhỉ. Đây này. Ui, anh thấy mọi người mua hết cái chỗ này chắc là gần Yến. Mưa nhiều nhỉ? Con này quả người ta cũng gọi là quả vú sữa. Vú sữa? À, lại có tên vú sữa nữa. Thế là ba tên rồi các bạn. Em thấy có người bảo là quả trứng ếch, trứng ếch là một này, quả nước mũi là hai này. Giờ anh này có bảo quả vú sữa đó. Đấy, ba tên. Em đi sưu tầm tên vậy. Đấy, em phát hiện được ba tên rồi đã. Ồ, đây là mọi người mua quả này này, rất là nhiều. Thế là vậy là mình đã có 3 tên quả gọi kiểu này rồi các bạn. Thế là đủ để chia sẻ cho các bạn này. Còn đây là những cái quả bí này các bạn này. Bí bao tử. Đây quả bí non này. Đấy. Đấy, quả bí này non nó xào được cả vỏ luôn các bạn. Đấy, không phải gọt gì cả. Bé này ăn rất là giỏi nha các bạn nhé. Ăn ác nhỉ, ăn quen nhỉ.
em ăn thử vài quả này không ăn được, nó còn ngọt, nó lợ lợ ấy. Thế bé này ăn giỏi thật. Chợ phiên các bạn, rất là đông. Ở đây là bà con đang làm gì nữa đây? Đừng bảo quả đấy nữa nhá. À đây, đây có món gì đặc biệt đây? À, đây là cái lấm sao ấy? Thế này lấm à anh? Ừ. Lấm này gọi là lấm gì? Nấm gỗ à? Sao lấm nó nhỏ ấy nhỉ? Ngon à? Xào hay luộc ạ? Cái này là xào với trứng. À xào với trứng à? Nói chung là xào trứng xào thịt nhỉ? Đều ăn được hết. Nhưng mà nó em đang thắc mắc là nó nhỏ nhỉ? Cái này nó ở trên cây ấy mà. Ở trên cây á? Ừ. Nó nhỏ lắm các bạn. Đây này. Cái này đắt tiền đấy. Đắt tiền á? Đây này nấm này. Đây. Đấy, cánh của nó rất là nhỏ. Bao tiền một cân ạ? À? Bao tiền nặng ạ? À? Cái này một bát 15 nghìn một bát. À thế chứng tỏ đắt nhỉ? Đắt. À. Lấm ở trên cây. Còn ở đây là những túi hồng này các bạn này. À. Bên này người ta bán rất là nhiều các bạn này. Rau. Ồ. Hôm nay mỗi mình đi à? Lịch đâu? À. Ừ. Đây măng trúc các bạn, măng trúc cái bên này là người ta chưa luộc, còn bên này người ta luộc rồi này. Đấy, đây. À. Rúa đi. Da mèo các bạn. Thế nào hôm nay nó đi nó lại về? Về mà không gì chưa nên phải lấy hàng về. À chưa này lại lên đây á? À. Lên cửa hàng như em đi bở cửa bưởi sao đây, nó gửi em bán đâu. À gửi bán à? Thế giờ đi quay phim á? Vâng, quay phim. À. Bào, dao mèo các bạn. Người ta làm từ những cái cán dao rất là chắc này, chốt hai này. Cái vỏ rất là cứng này các bạn ạ. Cái dao này bán lẻ, người ta bán lẻ tại chợ là 300.000 các bạn ạ. Đấy, dao mèo. Mua gì anh, xem đi. Chặt á, mượn á. Đây cho chặt thử, cứ chặt đi. Ừ, chặt đi. Chỉ nghe dao này không chặt được tre này vứt đi. Cứ dóc thoải mái, mượn đi thì mượn tiếp đi. Thấy ngần ngừng. Dao không gì anh. Đấy, dao mèo nhé các bạn nhé. Dao người ta đang bán lẻ ở trên chợ là 300.000. Đấy, các bạn mua thì Hải miễn phí ship nhé các bạn nhé. Đây này. Ngoài ra thì đây một loại nữa này các bạn này. Cũng là dao mèo nhưng mà loại này rẻ hơn. Loại này 250 này. Đấy. Lưỡi người ta mài rất là sáng. Và cái độ dày của cái sống dao này nó rơi tầm 4 ni đến 4 ni rưỡi các bạn. Và chiều dài của cái lưỡi từ chỗ này này đến tận trên này là 27 cm các bạn. 250. Cán người ta làm gỗ và có làm một. Đây cứ chặt đi. Ôi giời, dao để chặt chứ để làm gì đâu. Đây. Tưởng mang chặt sắt ấy chứ chặt cái này đi ăn thua gì. Dao mèo. Cái dao này mang đi rừng các bạn. À, đi rừng hoặc là mang lên nói chung là đi phượt ấy. Nếu mà đi phượt thì là các bạn làm con nhỏ các bạn. Đây này. Có con này rất là nhỏ này các bạn này. Đấy. Con này để bao lâu là đẹp này. Đấy. Con này là người ta đang bán là 160 nhá. Còn cái con vừa nãy mình cho bác ấy mượn chặt là 250. Đấy. Đây các bạn này. Đấy. Các bạn mua hai con nhỏ này thì mình mới miễn phí ship được nhé. Bởi vì mua một con chỉ lãi được 25 đến 30 nghìn thôi. Mà 25-30 nghìn chịu ship nữa thì coi như là huề các bạn. Đấy.
các bạn mua hai con nhỏ như thế này mình sẽ miễn phí ship cho các bạn. Còn các bạn mua con to như thế này này các bạn này, mua con to này thì với giá là 250. Con bao màu gỗ này, con màu này này, màu mun này này thì mình bán là hiện tại bên trên chợ ạ, anh em mình đang bán với giá là 300. Còn dao như thế này và dao như thế này này, đấy, con dao này này là 250, có cả bao luôn, miễn phí ship. Đấy, dao, ngoài ra thì có cả dao không dỉ nữa các bạn, rất là nhiều. Nhưng mà chủ yếu là mình giao bán cho các bạn là những cái loại dao mèo này thôi các bạn. Dao mèo thì để cho các bạn mang đi rừng núi hoặc là các bạn treo phòng cho nó đẹp thôi. Còn những cái dao thường ngày để chặt thịt gà, xương gà thì cũng có nhưng mà mình ít khi quay các bạn. Ở đây thì người ta bán gừng này. Đây là những cái củ gừng tươi các bạn này. Giá hiện tại bây giờ là người ta bán từ 12.000 đến 18.000 các bạn. Mở quá các bạn. Chổi kìa, ở kia là người ta bán chổi. Cái chổi này là khác với chổi ở dưới xuôi nha các bạn nhé. Chổi này là chổi người ta làm từ cái bông lúa mì. Nhưng mà cái bông này để chuyên để làm làm chổi thôi chứ không phải để lấy hạt để ăn các bạn. Chuối ấy. Cái chợ này làm giáp với đường lên đường về Bắc Hà. Nói chung là chợ này làm giáp với đường cái nhé các bạn nhé. Đấy, ô tô đi qua lại nhiều khi nó ồn ấy. Đấy. Ở đây thì người ta bán những cái cối bằng gỗ ạ. Chảy cối và cái cán thuổng. Chắc ấy. Giả phát á? Ừ, cái kia ngắn chắc là làm được ấy. Đấy. Đắt hơn á? Đắt hơn. Cái này mấy chục? Năm à? Cái loại này là 100.000. Ai chà. Giả phát là mấy chục rồi. Giả phát thì bình thường. Nếu mà cái nào... Cái này nó phải hồng được 2-3 con dao. Nó nó hỏng thì nó không hỏng, chỉ sợ nó tụt thôi. Mình chêm không phải thật nó tụt đi. Chỉ sợ nó tụt đóng thôi. À. Tụt. Gỗ này là gỗ gì vậy ba? À cái móng mật á? À cá mật. Lặng. Nhìn nó đậm. À cái này. Cái này nó đầm tay. Đây là những cái cán dao phát và cán cào, cán thuổng các bạn. Đấy, rất là các loại cán. 50.000 cái thôi. Tiền nào của đấy mà. Ngày xưa là toàn tự chêm ấy, bây giờ là hơi lười là mua sẵn. Có gỗ rồi. Quan trọng là gỗ nữa. Làm thì có ví dụ có máy thì làm thì nó nhanh thôi. Lặng nhỉ, đầm tay. Cái này cũng thế à, gỗ đấy ạ. Nó là cùng gỗ đấy, có mật đấy. Nó bây giờ hết rồi thì... Bao nhiêu tiền? 100.000 đấy. Ôi, bán bận một nửa mua cái này về. Chụp thôi.
Đây. Bác ấy bán cả những cái cối ấy mà, cái cối bằng gỗ để giã hạt dổi, hạt tiêu, hạt ớt rất là nhiều. Đẹp nhỉ, đây. Như cái màu này nó rất là đẹp nhá, nhìn nó tối màu, nhìn nó kiểu sang trọng. Tối tối nhìn nó đẹp quá. Gỗ nghiến à. Cái này không sơn một tí nào à? Không. À, chất gỗ là như thế này luôn à? Nghiến này. Nghiến à. Nhìn nó bóng đẹp nhỉ. Và... nhìn nó bóng đẹp thật đấy. Đấy các bác nào mua thì cứ alo Hải Hải lấy nhá. Đấy đây là có cả chày các bạn. Đây này, như chày đây này đấy. Đấy. Đây. Đấy, cả bộ nó có một cái lắp này. Cả bộ này là 250 à? Khá là hợp lý nhỉ. Thứ nhất là nhìn cái gỗ của nó cứng và nó màu như này. Nhưng mà bây giờ mình xuống rồi. Vâng. Nói chung là bình quân là người ta bán 300 nhưng mà 250 thì cũng được các bạn này. Cả bộ full bộ này là 250 đến 300. Đấy. Đẹp nhỉ? Cái cối màu đấy, màu nghiến đẹp. Nó thâm thâm nhìn khá là chắc chắn các bạn. Rất là nhiều loại chày rồi cán thuổng, cán cuốc rất là nhiều. Còn cái này hay cái trên? Cái này á? À? À, cái này gọi là tay cầm chống rung. Cầm này nó cũng không rung nhỉ, nhìn này. Đấy. Không rung. Nhưng mà mình quay nó có quay không? Quay à, có ở đây ấn này nó quay này, nhìn nhá. Đấy, nó quay tự động đấy. Đấy, nó quay tự động. Đấy. Còn mình đi đâu nó quay vào đấy đây. Không, mình ấn vào chỗ này thì nó quay. Có cái kiểu quay như bình thường điện thoại mình ấy. Biết rồi, nhưng mà bảo là ấn ở đây nó quay. Cắm vào đây này xong mình đi lại nó theo nó xoay quay theo người không? Có. Đấy, nó lên tay ngay nhá. 3 triệu. Mới tinh ở trên Shopee. 3 triệu. Ôi trời, 3 triệu đấy. Hôm nào có thể được cái này chú ạ. 10 cái cối này cũng đơn giản thôi mà nhỉ. Đấy. Ở khu vực này bà con bán rượu rất là nhiều các bạn. Ở đây và đúng rồi, quay nhiều người xem đấy. Ở khu vực này người ta bán rượu nhá, toàn rượu ngô các bạn. Đấy. Bà con bán rượu ngô rất là nhiều. Đây, bác này bác đang mua rượu này các bạn ạ. Rượu rất là thơm nha các bạn nhá. Mình thấy mở nắp ra nó bay sộc luôn vào cái mũi của mình. Ôi, đây rồi. Can này chắc là can 3 lít ạ. 3 lít nhỉ. Đấy. 66.000 à hay là 60.000 ạ? À, tưởng là 22.000 một lít ạ. Bởi vì là có chỗ người ta bán 22.000 một lít ạ. 22.000 một lít là cái này là bố thôi. Kiểu có như kiểu là có 3 loại nhỉ. À và loại mà có hoa là nó 22.000 một lít. Là nó phải 15. Kia 32 là 60. Đấy, rượu ngô các bạn, ở trên này bà con bán toàn là rượu ngô là nhiều thôi. Chỗ này 100% là rượu ngô tất bác nhỉ? Không có rượu gạo đâu nhỉ? Không có rượu gạo. Vâng, toàn rượu ngô hết. Mình chắc là không đủ là mình cũng toàn thịt nẻ thôi. Đây đổi cho bác này, đổi pha tờ 50 ra. Pha tờ 50 xong em đổi. À đây có 2 tờ đây. Có pha nữa không? À. Đây là mình bán. Người quen. Người quen. Cũng như là
rượu ngô nhiều nhờ các bạn nhỉ. Đấy, tha hồ mà uống. Bình quân là cứ 20.000 một lít nhé các bạn nhé. Trời đang mưa các bạn. Ôi trời mưa phùn rồi. Hay là mình đi ăn cái bánh rán á các bạn. Này. Có cái nào nổi chín chưa? Có cái giấy không? Có cái giấy không? Cái này vừa mang ra. À, cái này là cô có cái vừa mang ra. Hôm nay mình không kiểu chơi cả túm mà ăn cái nào mua cái đấy. Đây là mình lấy một cái các bạn. Đây. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhé các bạn nhé. Đây. Nóng đấy, vẫn còn nóng các bạn. Trời bây giờ đang mưa này. Mời cả nhà nhá. Ui nóng lắm. Thế là ăn vào rụng răng đấy các bạn. Nóng lắm. Ngọt nhỉ. Thế này phải trộn đường vào như nhỉ. Mình thấy nó ngọt ngọt các bạn. Hôm nay là nhân khác mọi hôm đúng không? Hôm nay cô cho lạc vào thấy khác mùi các bạn. À. Nào. Ủa. Ăn này tụt răng các bạn. Này làm chuối rán các bạn. Nóng quá. Trời đang mưa bạn. Ăn cái này thì nóng. Nhưng mà cảm giác nó xe này ăn ngon các bạn. À, con em bây giờ là mình vừa ăn vừa đi vào trong trận để quay cho mọi người nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ lấy một cái lương các bạn. Tí cho quay lại cho trả nhé. Cho đi vòng vòng. À, bây giờ là vừa ăn vừa đi các bạn. Thì đứng một chỗ nó mưa quá. Bây giờ thì mình sẽ đi đi vào trong chợ. Đi vào trong này các bạn. Vừa đi vừa ăn trải nghiệm ở trên chợ. Đấy, hàng hoa quả này. Đây nhân đỗ này các bạn này. Nhân đỗ và bác ấy cho cả lạc các bạn. À, chợ này thì mình thấy là khách du lịch người ta đi đi chơi ấy, mới đi trải nghiệm đi vào trong chợ cũng khá là đông thì chợ này cũng rất là tiện lợi các bạn.
về khách du lịch này các bạn. Đây là khu vực ăn phở, ăn sáng rồi ăn trưa. Nhưng mà mình ăn rồi nên là mình không ăn nữa các bạn. Thịt luộc này các bạn ơi. Áo đấy 50.000 một cái cơ. Bây giờ thì trời nó đang mưa ấy. Nên mọi người cũng tranh thủ đi ăn sáng. Đây, thịt lợn đen này các bạn. Đây đây, thịt gà, thịt lợn đen. Quán lúc nào cũng tấp nập ạ. Quán ăn bao giờ này là tấp nập nhất. Áo 50-60.000 một cái. Mưa phùn thôi, không mưa to. Mưa quá. Vòng bạc. Những cái bộ quần váy người Mông rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đa số là quần áo chị em phụ nữ là nhiều thôi, quần áo nam thì mình cũng không thấy các bạn. Ê, mưa quá. Rất là đẹp. Đây là bộ váy truyền thống người Mông ở trên vùng cao nhé các bạn nhé. Những cái bộ này rơi từ 1.7 triệu đến 3 triệu. Có bộ này 4 triệu. Đấy nguyên một cái váy nhá. Chưa kể là áo này rồi trang sức này, mũ này. Thế mà full một bộ thì mình nghĩ nó phải rơi vào tầm 5 triệu ạ. Ui, mưa quá. Đấy, Hải đã đi vòng quanh chợ để chia sẻ cho mọi người rồi. Có lẽ là bây giờ thì mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video và ủng hộ nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ, bởi vì là mình đang quay buổi sáng các bạn.